Những rắc rối bất ngờ, những tình huống khó đỡ là điều phụ nữ thường đối mặt trong hành trình giữ gìn hạnh phúc gia đình. Là dù cho chúng ta có điều kiện tốt và chúng ta có khả năng mướn bao nhiêu người hỗ trợ đi chăng nữa, nhưng nếu như chúng ta là cha mẹ mà chúng ta không chăm con thì Vân không nghĩ rằng cái hạnh phúc đông con đó của mình nó được trọn vẹn. Cái mong muốn của người đàn ông Á Đông hiện nay tức là gì? Vẫn là một người phụ nữ chu toàn được những cái công việc ở nhà. Làm sao xoay chuyển tình thế để chuyện dữ hóa lành? Cách hành xử của người vợ nó quyết định cái việc là hàn gắn hoặc là níu giữ cái người đàn ông lại trong gia đình. Sau lưng một người đàn ông mà chưa thành công thì là một người vợ không bao giờ ở không. Trong cuộc sống vợ chồng, người ta hay khuyên nhau rằng hãy nên tin tưởng tuyệt đối người vợ hoặc người chồng của mình. Câu trả lời sẽ có ở Quyền năng phái đẹp, chủ đề cách giải quyết rắc rối của phụ nữ hiện đại lúc 19:15 ngày 6 tháng 8 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.